con vành đỏ ngọt. Chúng mình làm là quay phim không thích gì lắm, nó ngọt. Một cái máy mà quay ra thành một tí à. Mà quay về giống ngon này nó ra ấy chứ. Hôm qua thấy mỡ mà bữa nay quay cái thấy nạc không á. Trắng. Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm món heo quay. Heo quay da giòn á. Thì bây giờ mình ra đây mình chặt một cái lá chuối vào để mình ướp. Mình để cái miếng heo lên mình ướp. Kiếm cái lá nào. Lá này đi. Đây, lá chuối của chúng ta nè. Ở quê, ở chỗ mình á, thì là không có cái món heo quay này. À, nên là mình muốn làm thử. Làm thử cho ba má ăn. Đây là miếng heo ba ứng ba rọi của chúng ta nè. Sáng nhờ má mua giùm. Ở đây ba rọi là người ta luộc chín các bạn. Mà muốn mua là phải dặn trước. Dặn trước khoảng một ngày thì người ta mới có cái ba rọi sống này. Đó. Nên là nhiều bạn khi mình yêu cầu mình làm món này làm món kia. Nhưng mà thật ra là ở quê á các bạn, cái nguồn nguyên liệu mua nó hơi khó. Nên là có thể món nào mình làm được thì mình làm ha. Mua về thì mình đã rửa sạch rồi, sáng bà xã mình dậy sớm bà rửa sạch rồi, rửa sạch cái muối rồi. Nếu mà bạn nào muốn cho kỹ á, thì có thể rửa với lại cái hỗn hợp muối và giấm hoặc là rượu và giấm thì nó cũng giúp cho cái heo nó khử cái mùi hôi. Mà tại vì heo ở quê thì nó không có hôi giống như là heo trong Sài Gòn nên là chỉ cần rửa với muối là được rồi. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái chén mà mình ướp cái phần thịt này. Bây giờ để làm cái heo quay á, thì các bạn cho mình vào đây là một thìa cà phê bột ngũ vị hương. Ở quê ba má không có thích ăn cái bột ngũ vị hương này nhiều nên mình cho là một thìa, nhưng mà lẽ ra là phải cho 2 thìa cà phê nha các bạn. 1 ký heo á thì phải cho 2 thìa cà phê. Rồi muối thì mình cho là 1 thìa cà phê muối. Cái muối này muối hạt á nên là mình cho nó cũng vừa phải thôi, cho nhiều là nó mặn là nó lâu tan á. Đường thì các bạn cho mình là 1/2 thìa cà phê đường, một chút xíu như thế này nè. Má mới đi làm về. Trộn đều cái này lên rồi mình sẽ cho cái nước vào, gồm có nước tương và tương ớt. Đây tương ớt thì mình cho khoảng 1 muỗng canh tương ớt. Rồi nước tương nè, 1 muỗng canh nước tương luôn. Bây giờ mình sẽ cắt cái miếng ba rọi ra rồi mình ướp cái này ha các bạn ha. Đây ha các bạn, khứa như vậy để cho cái gia vị nó dễ thấm. Mình chỉ ướp cái phần thịt thôi nha các bạn không ướp cái phần da nha. Ướp phần da là nó không có nổ được, nó không có giòn á. Ướp phần thịt thôi. Đây, sau khi mà mình ướp cái mặt thịt rồi thì các bạn lau cho cái mặt da nó khô. Nó phải khô thì nó mới nổ được, chứ còn mà nó mà không khô là nó không nổ được. Đây cái da heo mà sau khi mình lau khô rồi đó các bạn, mình xăm ha. Lấy cái mũi dao hoặc là các bạn dùng cái nẻ các bạn xăm cũng được. Mình xăm đừng có xăm sâu quá, đừng có xăm xuống cái lớp mỡ thì nó không có nổ được, xăm chủ yếu lớp da thôi. Mình xăm cái mũi dao này nó hơi lâu. Đó ha các bạn, có cái bó mà xiên que nướng ấy, mình xăm nó nhanh lắm. Bó là thành một bó mình xiên rồi mình xăm nó nhanh. Cái heo mà sau khi mà xăm rồi á, mình để lên cái dĩa ha các bạn ha. Xong rồi mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh. Mình sẽ ướp qua đêm. Đây bây giờ mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh ha. Các bạn để qua đêm hoặc là để khoảng 8 tiếng. Không có đậy lại nha các bạn. Để cho cái da nó khô á, rồi mình mới đem đi quay. Rồi cái miếng ba rọi của chúng ta sau khi mà đã để trong ngăn mát một đêm á các bạn, thì nó đã khô, nó khô như thế này. Bây giờ mình sẽ quét lên đây cái hỗn hợp muối và giấm. Thì giấm thì các bạn cho mình khoảng 1 muỗng canh giấm thôi, khoảng 10ml giấm là được. Đây cái muỗng này nè, mình cho khoảng 1 muỗng này. Hai các bạn thoa đều lên cái mặt da. Bạn nào mà có cái cọ thì có thể lấy cái cọ quét lên cũng được. Nhưng mà mình không có cọ, mình dùng cái bao tay chà lên. Giấm và muối thì nó sẽ có công dụng làm cho cái da mình nó khô hơn, thì nó sẽ nổ xốp hơn ha các bạn ha.
cứ thoa đều lên. Rồi bây giờ mình sẽ rắc muối lên. Muối thì các bạn cho mình khoảng một thìa cà phê muối là được rồi. Mình sẽ chà sát xung quanh lên cái mặt da như thế này nè các bạn, ha, để cho cái da mình nó khô hơn á. Muối mà các bạn muốn rắc lên như thế này á, thì các bạn phải rắc là cái muối hạt to này, tại vì nó không có tan ra, ha, nó sẽ không làm cho cái da mình nó bị mặn. Còn nếu mà các bạn dùng cái muối hạt nhỏ, cái muối iốt mình hay ăn á, thì mình rắc ít thôi. Còn cái muối này các bạn có rắc nhiều chăng nữa nó cũng không có mặn đâu, tại vì nó không có tan được, cái hạt muối nó to á. Rồi trước khi mình quay heo thì các bạn phải làm nóng lò ha. Mình làm nóng với nhiệt độ là 200 độ C, làm nóng trước 10 phút cho mình, rồi mình cho heo vào mình quay. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái heo vào mình nướng, mình quay ha các bạn ha. Quay thì các bạn sẽ quay cho mình hai lửa nè, quạt nhiệt độ là 200 và mình quay là 50 phút. Nên mình quay hai lửa luôn. Lát nữa mình sẽ quay cái mặt da sau. Bây giờ mình quay hai lửa trước để cho nó chín á. Nó chín và cái lớp da này nó sẽ giòn lên một chút. Đó, khi quay thì các bạn đặt cái miếng heo vào cây giữa của lò ha, rồi mình quay thôi. Trong thời gian mà mình đi quay heo thì mình sẽ làm cái chén nước tương để mình ăn kèm. Các bạn chuẩn bị cho mình ở đây là một muỗng canh hành tím và tỏi băm. Mình cho vào mình phi cho nó thơm, nó vàng lên. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái chén này, các bạn cho mình là 4 muỗng nước tương. Nước lọc thì các bạn cho mình 4 muỗng nước lọc luôn. Tương ớt thì mình sẽ cho là một muỗng canh tương ớt, 2 thìa cà phê đường. Thật nem thì các bạn cho mình một thìa cà phê ha. Rồi một chút xíu tiêu cho nó thơm nè. Cuối cùng là ớt. Ớt thì các bạn mà ăn cay được thì mình cho nhiều, còn không thì mình cho khoảng một thìa cà phê. Mình thì mình dùng là ớt khô, các bạn dùng ớt tươi cũng được ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái chén sốt này vào trong cái chảo hành tím và tỏi mình đã phi thơm vàng rồi. Thì với cái chén sốt này á, các bạn có thể là ăn với lại bánh mì hoặc là bánh hỏi cũng rất là ngon á. Mình sẽ nấu cho sốt này nó sôi lên ha các bạn ha. Về cái phần sốt này nè, nếu như mà các bạn có dầu hào á, thì các bạn cũng có thể cho vào khoảng một thìa cà phê dầu hào để cho nó tăng cái mùi thơm. Tại vì mình ở quê mình không có dầu hào nên là mình không sử dụng. Đó, khi mà cái phần sốt mình nó sôi rồi á, thì các bạn tắt lửa ha. Cho vào đây. Đó, mình nướng được khoảng 50 phút hoặc là 1 tiếng á các bạn, thì mình để cái lửa trên ha. Mình nướng, bây giờ mình nướng cho cái lớp da nó giòn. Nó giòn, nó xốp. Đó các bạn thấy không? Nó chuẩn bị nó phồng lên đó. Thì chủ yếu là mình nướng 1 tiếng hoặc là 50 phút để cho nó chín cái miếng heo trước đi. Rồi cái phần da thì mình nướng sau, mình nướng lửa trên ha. Cũng nướng ở nhiệt độ là 200 luôn nha các bạn. 200 thì mình nướng nó nhanh hơn, hoặc là 210. Còn ví dụ như mình nướng 190 thì nướng lâu hơn một chút. À, đây là cái miếng heo quay của mình nè các bạn ha. Thì mình để lửa trên mình quay nó khoảng 20 phút, 30 phút cũng được. Quay khi nào mà nó cái lớp da nó giòn. Có một cái số chỗ mà mình xăm nó không kỹ á, ví dụ như chỗ này nè. Đó, những chỗ này nè thì nó sẽ không có giòn xốp lên được. Mình cũng đã cắt ra ăn thử rồi. Rất là xốp ngon. Và da heo á thì nó cũng tùy con ha các bạn ha. Ví dụ những con mà da nó mỏng á thì nó sẽ không có cái phồng, cái kiểu mà phồng mà cuộn lên. Còn những con da heo mà nó da nó dày á thì nó mới phồng cuộn lên được như vậy ha. Mà mình đã ăn thử rồi, rất là giòn xốp. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem. Rồi đây là cái miếng heo quay của chúng ta. Không, các bạn nghe cái âm thanh như vậy nè là các bạn biết là nó rất là xốp ha, rất xốp giòn.
mặc dù là cái da nó nổ phồng không có giống như là trong thành phố thôi. Đây. Lúc mà mình ướp á thì mình đã có cắt sẵn những cái đường này rồi nên bây giờ mình cắt ra rất là dễ. Mới nướng mới quay xong nó còn khá là nóng. Nè các bạn. Heo quay bên trong này cái da này các bạn thấy không? Nó xốp ngon không? Xốp đều hết luôn các bạn thấy không? Đó, và cái thịt bên trong còn rất là ướt tại nó còn hơi nóng á. Mình cầm nó hơi khó. Nè các bạn. Ướt không? Chảy nước nè. Wow. Đó. Đó, heo quay như vậy mới ngon ha các bạn ha. Chứ còn quay mà nó bị khô khốc là ăn không ngon đâu. Đẹp không? Đã. Đây để mình chặt ra. Nè các bạn, miếng heo quay nè. Đó, heo quay da giòn ha. Chủ yếu là các bạn ướp cho nó qua đêm á. Ướp qua đêm để cái da nó khô, rồi mình ướp với lại một chút xíu muối, giấm để cho cái da nó khô hơn thì mình quay thì chắc chắn là nó sẽ giòn, nó sẽ giòn, nó xốp. Ăn nó không có bị đau răng. Với lại cái bước xăm nó cũng quan trọng. Đó, xăm mà mình xăm không kỹ thì nó sẽ không có giòn xốp lên được. Chờ nó nguội chút xíu đi ha, mình sẽ nhai cho các bạn nghe âm thanh nè, âm thanh của thiên đường ha. Nghe giòn rùm rùm, róp róp đã lắm. Rồi vậy đây là hôm nay là cái món heo quay da giòn mà hôm nay cựu khách chúng giới thiệu với các bạn ha. Thì tại vì ở quê là ba má cũng không ít khi nào không người ta không có làm cái này các bạn. Heo quay ở đây người ta không có làm, heo sữa cũng vậy, heo sữa quay cũng không có làm luôn. Heo thì chỉ có những cái món ví dụ như là kho hay là xào chiên thôi. Thì hôm nay là lần đầu tiên làm thử cái heo quay da giòn này. Heo quay da giòn này ở mấy bạn ở thành phố thì thấy nó phổ biến á, nhưng mà ở những cái vùng quê thì người ta không làm cái món này. Tại các bạn biết sao không? Tại vì khi mà mình quay một ký heo á, nó teo lại rất là nhiều, thành thử ra cái giá nó sẽ cao và cái thu nhập của người ở quê á, thì người ta sẽ không ăn những cái món như thế này đâu ha. Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên về quê nên là làm thử món này cho ba má ăn. Đây bây giờ mình ăn thử một miếng cho các bạn xem nè, nghe ha. Có da, có thịt, có mỡ. Giòn xốp nữa. Nó không có đau răng một chút xíu nào luôn các bạn. Cắn là giòn, cắn là giòn. Mà cái da heo ở trên này nó có cái lớp muối á, mặn mặn rất là ngon. Cái này các bạn chấm thêm nước tương ha. Nước tương rồi rau sống. Ăn với lại bánh hỏi nè hay là bánh mì cũng ngon hết trơn. Ok ha. Thì hy vọng là qua cái video này Cường Cốt Khách đã chia sẻ với các bạn cách làm món heo quay da giòn tại nhà. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món heo quay nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel để giúp mình đạt được 100.000 subscriber nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đây mình làm bánh mì heo quay mình bán ai biết ta. Chuột đắt lên không? Làm mua không? Sao? Mấy phần ông mua nhà quê với 2 tỷ. Chúng mình heo quay mét chưa? Heo quay phải phần mét. Ở Trần Quang nó bán 1 giây là cứ 60 không? 60-70 ngàn. Bao nhiêu một ngày? Heo quay là bánh mì. Heo quay á. Đang cái gì đấy? Hôm qua mình thấy mỡ mà mình nè. Rán ra cái thấy kỹ không ta? Hôm qua thấy cái miếng kia thằng cái gì đâu thử lười mà đây. Mà chú nói nó bác cũng ấy, bác heo vậy cô chịu thua chứ làm gì. Dạ, ăn rất là giòn ấy. Giòn nó rất. Nó giòn nó rất luôn á. Đây đắng tiệc cũng không heo quay luôn á. Đắng tiệc đồ á. Nếu là lâu lâu á, bà heo hoài vậy kìa. Bà có một cái xương thủ á. Heo băm, bà đẹp ăn heo quay. 10 xé ký mà 1 triệu sao? Không, cái dặn cũng lớn chứ không phải là sữa. Là sữa là có 300 ký mà đây ta 10 xé ký mà. Mà sao nó qua với tiệm mà khác khác à? Về ăn nó ăn hay ngon lắm. Nó qua nó ăn. Nhà bà bỏ qua em đi bánh hỏi. Chúng chở về nó qua sẵn chở về.